Vương gia Ngọc Thị cho người dạy Kim Ngọc Nghiên quy củ, dạy tranh đấu ở hậu cung để nàng phải là người diễm lệ nhất trong Bảo Thân Vương phủ. Người đang ở Bồng Lai, xung quanh hoa quế mưa rơi, nàng cúi đầu, ánh mắt ngưng kết, bản vẽ đóa hoa phù dung, hoa nở hoa tàn, cùng sinh gắn bó vui mừng như vậy. Hắn bước tới gần nàng, Ngọc Nhi, miếng ngọc bội ta đã đưa cho nàng đâu rồi? Nàng trân trọng lấy ra. Mỗi ngày nàng đều mang nó bên người, mỗi lần nhớ nhung đều luôn lấy ra ngắm nhìn, nhưng hắn nói trả lại cho ta đi. Lời còn chưa nói xong, nước mắt hắn đã rơi xuống tay nàng, thấm ướt bàn tay của nàng. Nàng sợ hãi, thế tử, vị trí thế tử cao cao tại thượng thì sao lại khổ sở như vậy? Hắn nói, Ngọc Nhi, nàng đi Đại Thanh đi, gả cho Bảo Thân Vương, trở thành thiếp thị của hắn. Trở thành thiếp thị của hắn. Rõ ràng thời tiết đang chứa tình mị, lại bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng. Nàng học nhiều như vậy, học thi thư, học bắt cầm, tất cả đều là vì hắn. Vì muốn bên người hắn có một người tài giỏi, nàng muốn trở thành đích thê của hắn. Kết quả là lại có kết cục thế này. Nàng căn bản phản ứng bất ngờ, nước mắt rơi xuống như mưa. Mưa gió kéo đến, chiếc lá trong ao trôi nổi không chừng, dường như là thân bất do kỷ. Hắn cùng với nàng đều là thân bất do kỷ. Gả cho hắn chính là gả cho hoàng đế Đại Thanh tương lai, trở thành hậu cung của hắn, là phi tần của hắn. Nàng bản năng kháng cự, làm vậy có ích lợi gì chứ? Nàng là thần nữ, hắn là thế tử, bọn họ khi còn sống chỉ có thể phục tùng Bắc tộc, mà Bắc tộc đã sớm thần phục Đại Thanh. Hai mắt hắn đẫm lệ. Hắn nói, Ngọc Nhi, mãn mong trăm năm đám hỏi thì mới lớn mạnh như vậy, chúng ta không thể bước lùi. Hắn nói, Ngọc Nhi, ta luyến tiếc tình cảm của nàng, nhưng luyến tiếc đành phải rời xa. Hậu cung Đại Thanh phải có nữ tử Bắc tộc, phải sinh hạ hoàng tử mang huyết thống Bắc tộc, vì Bắc tộc mà củng cố địa vị vinh quang. Khi đó hắn nhẹ nhàng nắm tay nàng, tặng nàng một quả ngọc hoàng, đó là hoàng ngọc có 102 của Bắc tộc. Miếng ngọc nhẵn mịn, ánh sáng màu vàng óng ánh. Hắn đem ngọc hoàng trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay nàng. Ta dùng tâm ý tặng Ngọc Nhi của ta, nguyện nàng và ta có thể quay về như thế, viên mãn không ngừng. Ngọc Nhi, chỉ duy nhất có mình hắn gọi nàng như vậy, không giống như phụ mẫu nàng luôn gọi nàng là A Kiều. Nàng thích hắn gọi nàng như vậy, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Nàng hiểu được suy nghĩ của hắn, có lẽ không ai rõ hắn hơn nàng, bởi vì nàng là trưởng nữ của gia tộc Kim Thị, vương phi coi trọng, lại được thế tử yêu thương. Nàng sẽ sớm trở thành chính phi trong thế tử phủ, sẽ thành thế tử tần. Bắc tộc là đại tộc phía Bắc, Bắc tộc vương gia có địa vị hết sức quan trọng, mà dưới gối hắn chỉ có một người con trai độc nhất. Còn nàng là Ngọc Nghiên, ánh sáng ngọc ngà tương lai, cơ hồ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy rõ từ xa. Cũng vì nàng đẹp như vậy mà trở thành mỹ nhân chói mắt nhất ở Bắc tộc. Nạp Thải, Vấn Danh, Nạp Cát, Nạp Chinh, Thỉnh Kỳ, Thân Ngên đều có thể bắt đầu rồi. Vì sao hắn lại đột nhiên muốn nàng ra đi? Nàng đứng ở dưới tàn cây hoa quế, lúc đó lá non sinh sôi, nhụy hoa lại tỏa hương mê say lòng người. Nàng đột nhiên nhớ tới một bài thơ đã đọc từ nhỏ. Núi Nam có cây quế, theo cùng mây bay về. Trên trời đôi uyên ương, dưới đất có vợ chồng, hợp tình và hợp nghĩa, ngàn năm cùng tương tư. Hắn bước đến rất nhanh, nàng vui sướng ngẩng mặt nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn của hắn, mặt mày như bức họa, hình ảnh của hắn rơi vào mắt nàng. Nhưng nàng sớm phát hiện có chút không ổn, bước chân của hắn có chút trầm, không giống như trước. Hắn nói, nếu nàng ở Bắc tộc thì sẽ khiến nàng ủy khuất, nàng sẽ chỉ là một thế tử tần nho nhỏ, không bằng đi Đại Thanh. Tộc tranh kiêu ngạo. Hắn nói, Ngọc Nhi, nàng là toàn bộ hy vọng của Bắc tộc. Có nàng, Bắc tộc sẽ vĩnh viễn yên ổn. Đại Thanh sẽ xem trọng cái thần phục của bộ tộc. Rốt cuộc là vì Bắc tộc vẫn còn kiêu ngạo, vẫn còn giả tâm. Nàng rất rõ ràng, nhưng cũng không biết làm gì. Nàng nguyện ý đi đến Đại Thanh. Nàng căn bản luyến tiếc cự tuyệt hắn. Hắn là thế tử, hắn có trách nhiệm của hắn. Nàng là thần nữ, cũng có sự đảm đương của nàng. Nàng nói, cuộc đời thế này, thôi thì đừng đem miếng ngọc tặng cho người khác, hãy cho Ngọc Nghiên lưu giữ vật này của ngài. Hắn nói, cuộc đời thế này, cho dù có vui vẻ bên người khác,
thì trong lòng vẫn vậy, cả đời không quên. Nàng rơi lệ, có những lời này của hắn, nàng vì điều gì cũng ra đi. Ngày sắp chia tay là mùa xuân năm sau. Qua thu đến đông, hắn tự mình phái người đến dạy nàng quy củ cùng lễ nghĩa, dạy nàng làm sao có chỗ đứng trong các thê thiếp. Tự bảo vệ mình, lại đi tranh đấu đạt được điều gì đó, hắn muốn nàng phải trở thành người diễm lệ nhất trong bảo khố thân vương, là một chim quyên của Bắc tộc. Ngày xuân chậm chạp đang đến, tiếng vó ngựa vang dội, chim quyên hoa nở xuất hiện đầy trên Bắc tộc. Ngày ly biệt cuối cùng cũng đến, hắn tự tay đem một miếng ngọc khấu bình an giao vào tay nàng. Ngọc Nhi, ta chỉ muốn nàng giống như thế này, vĩnh viễn bình an. Ta không ở đó, nhưng nó sẽ ở cùng với nàng, đêm ngày nghĩ về nhau. Nàng đem miếng ngọc khấu nắm chặt trong lòng bàn tay, ngọc lạnh như vậy, nhưng đáy lòng nàng lại ấm áp vô cùng. Vĩnh viễn rời xa nơi này thì sao có thể bình an? Cuối cùng hắn nói, Ngọc Nhi, nàng đi rồi, có thể cười với ta một cái hay không? Tấm mành xe ngựa nhấc lên, trong lòng bi thương khôn kể, như đao cắt trong lòng, có phải hắn đang thỉnh cầu nàng không? Nàng thật sự không thể cự tuyệt. Nàng thương yêu hắn, cho nên vĩnh viễn không thể từ chối cái yêu cầu luyến tiếc của nàng. Nàng vẫn chịu đựng đau đớn, đối với hắn, không lộ ra chút tì vết, mà vẫn tươi cười. Nụ cười thanh thoát của nàng, trong nháy mắt như ánh sáng trong mưa gió, một đóa chim quyên trắng thuần khiết trong vắt. Đó là nụ cười cuối cùng của nàng ở Bắc tộc, tình cảm chân thành. Kể từ đó về sau, cả đời của nàng ở bên cạnh nam nhân mà nàng không thương, nàng cũng không thể có nụ cười tươi như vậy. Bánh xe lọc cọc chạy trong mưa phùn nắng sớm, mờ ảo trên đất Bắc, đi về hướng Nam. Bắc tộc núi tuyết nguy nga, đỉnh tuyết càng lúc càng mờ mịt phía sau. Nàng hạ tấm màn xuống, khóe mắt sắp sửa trào ra nước mắt. Nàng chính là thân thể của hắn, là kỳ vọng của Bắc tộc và của hắn. Nếu nàng rơi nước mắt, là vì hắn đi đến cõi Tu La, oanh oanh liệt liệt một hồi. Nàng cầm thật chặt ngọc khấu, thần sắc thống khổ mà kiên định. Có tiếng chim quyên réo rắt thảm thiết, càng khiến cho nàng đau đớn vô cùng. Mỗi một tiếng hót vang lên, đều lấy đi giọt nước mắt của nàng. Nếu như trở lại, không bằng trở lại. Nhưng nàng thấu hiểu, kiếp này của nàng không bao giờ quay trở lại được nữa rồi.